Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh LVL Vlog của mình. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện đắp cát lần thứ hai. Hôm qua chúng tôi cũng làm một lần mà bị sập, đề bị sập. Hôm nay làm tiếp lần thứ hai. Đây là thành quả từ hôm qua đến giờ anh em tôi. Thank you.
em chúng tôi bắt quá thì tôi sẽ quay